được gặp lại quý vị và các bạn trong kênh tin tức sau Việt ngày hôm nay. Và Đan tin chắc chắn rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì chúng tôi sẽ mang lại cho quý vị những thông tin nóng hổi nhất để quý vị thực sự có những giây phút thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin nóng nhất và mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng nhau đến với những thông tin nóng nhất của ngày hôm nay. Ân Hoàng Phúc chia sẻ chuyện bị đàn em coi thường vì bệnh tật. Đi qua thời hoàng kim vốn có, Ân Hoàng Phúc chia sẻ từng bị đàn em coi thường. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi anh tự vực dậy chính mình. Ân Hoàng Phúc không phải là cái tên xa lạ trong làng nhạc Việt. Dù hiện nay tên tuổi của anh không sánh bằng những gương mặt trẻ, nhưng chẳng ai phủ nhận sự cống hiến và danh tiếng của anh một thời. Ân Hoàng Phúc là giọng ca nằm trong ký ức của thế hệ 8X9X. Anh từng sở hữu lượng fan đông đảo sánh ngang đan trường Mỹ Tâm thời ấy. Ân Hoàng Phúc từng bị đàn em coi thường. Mới đây Ân Hoàng Phúc tham gia chương trình Nói Đi Ngại Gì. Tại đây anh kể về những điều ẩn sau sự nổi tiếng ánh hào quang. Trong đó nam ca sĩ không khỏi hoài niệm về thời kỳ hoàng kim của chính mình, từng được nhiều fan nữ theo đuổi, thậm chí là đến tận khách sạn nơi anh ở khi đi diễn. Khoảng thời gian danh tiếng nổi đình đám ấy đi qua, Ân Hoàng Phúc gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, lại còn mắc bệnh nặng. Đó cũng là thời điểm anh chịu nhiều tổn thương, bị đàn em trong nghề coi thường. Giọng ca thà rằng như thế bộc bạch: trong sự nghiệp của mình, tôi từng gặp phải việc bị đàn em đi sau tỏ thái độ coi thường, thiếu tôn trọng. Tôi nhớ chỉ có đúng giai đoạn tôi bị vướng vào bệnh tật, một số đàn em nhìn tôi bằng một con mắt khác, coi thường và thiếu tôn trọng. Nhưng sau đó tôi tự đứng lên gây dựng lại sự nghiệp và có vị trí nhất định trong nghề, họ lập tức thay đổi cách nhìn về tôi. Nam ca sĩ từng có khoảng thời gian bệnh tật và bị đàn em coi thường. Ân Hoàng Phúc cũng cho biết khi bị đàn em đối xử thiếu tôn trọng, anh đều không lên tiếng, lặng lặng cho qua. Theo anh, nghề nghiệp sẽ tự dạy họ, thời gian sẽ tự cho họ phân định đúng sai. Ân Hoàng Phúc nghe nhạc Sơn Tùng. Nói về bản thân mình, Ân Hoàng Phúc cho biết anh luôn tôn trọng những người đi trước, đồng thời ủng hộ đàn em. Anh chia sẻ, bây giờ hầu như ca sĩ trẻ nào ra bài mới tôi cũng đều nghe hết. Tôi nghe đủ loại ca sĩ như Eric, Sơn Tùng, Subin Hoàng Sơn, Đức Phúc, Bích Phương. Nói chung mỗi giai đoạn đi qua tôi đều cập nhật và nghe. Đến thời điểm hiện tại, Ân Hoàng Phúc không còn tập trung vào âm nhạc mà thiên hướng làm phim. Không ít người từng nói anh cạnh tranh không nổi với các ca sĩ trẻ nên chuyển sang lĩnh vực phim ảnh. Dù vậy, nam ca sĩ vẫn không tự ti, không muốn so đo với bất kỳ ai. Sự xuất hiện của nhiều ca sĩ trẻ làm cho âm nhạc thế hệ trước dừng phai nhạt. Ân Hoàng Phúc nay không còn là cái tên đình đám trong việc ca hát, song các sản phẩm cũ của anh vẫn được khán giả khen ngợi và nghe lại.